Thím đã đi mua rồi chứ. Mua cái gì để nhà thờ mai? Quả vả, con mua không? Quả vả. Quay. Quay, bán gì đâu. Quả gì xanh xanh. Đây là quả gì? Ăn cho mô. Bán cho nước ngoài ai tên nhất. Cô làm hỗ trợ gì không? Cô biết cô gì không? Quả vả. Anh ơi, con quả đi. Nay đi học con già bóng đen không? Mấy hôm nay ông làm được. Có bạn ngược với có mình đây làm gì có. Ô mình nhiều lắm. Ở đâu chứ ở quang khu chú cũng mà. Ở mình thi thoảng mới có nhà có á. Trên như thế nào chứ ngọt, ăn nó ăn như quả sung ấy. À. Thì nó ngọt. Thế nào cũng như quả sung thì còn đó. Như quả sung thì nó ngọt. Chín nó ngọt. Đây. Sao ba nó trồng mấy cây cho du dịch? Được 1 cân cơ ạ. À? Quả gì? Có dâu bí đây, bán rẻ. Quả đây ăn kiểu gì? Không ăn được. Cháu mua rồi 20.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mỡ thì ai cũng chê nhỏ mỡ. Không không mà thức cho nó biết gì thôi chứ. Mua về nhà nhà kéo hoa lan lên. Nó mua nhà nó. Kéo hoa lan này. Không được cái kéo hoa này. Nếu mua lấy quả này không? Quả này rất chưa kể. Thế hôm nay lại về sớm quá. Đây là tổng sản phẩm của nó. Đấy, không cả thân rưỡi là đang để ăn.
Thank you.
đầu đi đây có rau đi bán thì lại bán đâu đấy Thảo Văn Xá. Toàn của nhà nhưng mà ở đây mang đi đây.